rồi rồi tắp rồi. Ôi ôi kìa, xà lan nổi rồi. Xin chào các bạn nha, rất vui là mọi người trong video hôm nay nha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở đây là cái đoạn cua của sông Kiên Giang nha các bạn, để mà quay cho tất cả các bạn và mọi người cùng xem là cái cảnh mà xà lan nổi cũng như anh em ghe mà qua cái cua gắt này như thế nào ha. Trời ơi, rồi rồi, ghe kịch kim luôn các bạn, xà đen lan lên khối rồi kìa. Quá rồi, quá rồi. Ôi ôi, hơi lớn các bạn ha, chiếc xà lan này hơi lớn ha. Quá thử rồi, khói kìa. Ở bên đây còn khoảng trống nè, cho nên anh cố gắng anh ve để mà đưa cái xà lan qua đây chút xíu các bạn. Ôi 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 ôi, bơi thì ghê vậy. Rồi rồi, tắp rồi. Ôi ôi kìa. Rồi rồi, ép luôn chiếc ghe gỗ phía trong luôn rồi. Quá rồi, quá rồi. Sầm hết trơn luôn các bạn. Tấp rồi. Ghe gỗ tấp vô tới trong vừa cái vừa luôn nè. Trời ơi, gỗ mà da với sắt thì các bạn thấy hơi bị ê ha. Wow, anh xà lan này rất là khổng lồ luôn các bạn. Ở phía trên này thì đang đổ xuống chiếc xà lan thẩm nha các bạn. Thì mình không biết là cái tình huống mà xử lý của anh tài công mình như thế nào đây. Thì chúng ta cùng nhau theo dõi ha. Rồi, mình nghĩ là chắc anh tấp vô cái phía dừa, mấy cái hàng dừa cầm bên đây các bạn. Dây quần dây kéo vô trong rồi quá. Ở trên đây thì đang đổ xuống chiếc này, chiếc xà lan đá các bạn. Rồi rồi, đậu cái thế nó hơi khó ha. Thì cái con kênh này là chiều ngang tầm khoảng là 6-70 mét gì đó các bạn. Yeah, các bạn nhìn bề cái lái ghê ha. Thì hiện tại mình cập nhật tình hình nước cho các bạn dễ hình dung ha. Thì hiện tại ở đây là mực nước này đang gồng các bạn, nhưng mà chảy thì tốc độ chảy không có xiết, cho nên là mấy cái lái mà có xà lan hay là mấy anh ghe gỗ này kia qua đây thì nó cũng bê ha, nhưng mà bê có chút đỉnh nè, không có bê nhiều. Ở đây thì chiếc xà lan nổi này bắt buộc phải nhường xà lan thẩm đi xuống các bạn. Sạc được trong luôn rồi. Phía kia thì đang lên thêm một chiếc xà lan nổi nữa kìa các bạn. Vừa luôn ha, vừa qua với nhau luôn, cách khoảng chừng 5-7 tấc gì đó.
thì bây giờ anh xà lan nổi này ha đang mở dây để mà lên ga các bạn, quá khối rồi. Rồi rồi hai chiếc khối kìa, ghê vậy. Quá khói rồi. Phía trên đi xuống chiếc ga bầu các bạn, không có lớn ha. Đây các bạn nhìn nè, anh này anh vừa to mà anh vừa dài nữa. Xà lan này của An Giang các bạn ha. Phía trên này đang đổ xuống nguyên chiếc ghe bầu chở đá nha các bạn. Với cái chiếc ghe khẩm hồi nãy các bạn, có chiếc xà lan khẩm ha. Rồi, anh đi tới đó rồi, bây giờ thì đã qua thành công được anh xà lan 20 rồi. Thì bây giờ thì chiếc anh xà lan 20 đang tiến về cái đoạn cua các bạn. Đây có chiếc đưa lại. Anh xà lan này 20 nhưng mà không có lớn mà anh xà lan kia các bạn. Và mấy anh này thì đều đã bơm phía trong là khoảng một ít nước hết trơn rồi ha. Tại vì ở phía trước có cái cầu thấp đó, với cái cống thấp các bạn, cho nên là mấy ảnh bơm nước cho hết trơn rồi. Bạn nhìn cái lái nó ghi ở phía sau nè ha. Quá đẹp. Bên xà lan này vừa qua Tết thì mình thấy ở phía trước là mới mẻ hết trơn các bạn ha. Sơn phết lại chân. Rồi ở phía trước thì có chiếc xà lan đá đi xuống nữa các bạn. Mà hai chiếc này mình nghĩ là né nhau cũng dễ đây mà. Vừa nêm luôn ha. Chiếc này nhỏ các bạn, hai chiếc này nhỏ nha. Phải nếu như mà chiếc nó to hơn tí xíu là mình nghĩ là chắc phải đậu ở phía này các bạn. Đây chiếc xà lan đá này. Chuẩn bị ôm cua này. Xà lan này của Vĩnh Long các bạn.
cái gốc cua đó các bạn, là gốc cua khuất ha, nó như là một cái cụ chỏ vậy đó, là ở phía trên đi xuống hoặc là phía dưới đi lên gì đó thì đều không thấy các bạn. Các bạn tiếp theo thì chúng ta cùng nhau xem anh xà lan này ôm cái đoạn cua để mà tiến về cái đoạn ở phía trên này cắt sỏi nha các bạn. Anh xà lan này xà lan biển này. Xà lan này chuyên để chở hàng khô các bạn, này của An Bình ha. Khi mà vô mấy cái đoạn cua hoặc là mấy cái sông hẹp gì đó các bạn thì lúc nào cũng có một người đứng mũi ở trước này để mà tiếp anh tài công ha, cũng như là giống như là ra biển như các bạn cũng có mấy anh qua tiêu đứng phía trước để mà tiếp anh tài công để mà qua cái đoạn cua các bạn. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau xem anh xà lan nổi này lên nữa ha. Mấy anh này đều có bơm nước hết rồi. Ui. Rồi. Ui. Cũng hên hai chiếc đó nhỏ các bạn. Qua mấy bên kia ôm sát lên luôn trời. Cách nhau chừng 5-7 tắc kìa. Ôi ôi. Kịch gịch luôn. Bò kìa, bò kìa. Ghê vậy. Ôi ôi. Đây chị qua đây bà coi có dính lái không nè các bạn. Trời 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 trời. Ôi 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 ôi. Trời ơi. Chạy một đường luôn. Chạy một đường xà lan luôn. Phía trong luôn kìa. Rồi. Tưởng ăn vậy. Lý do mà né với nhau các bạn hơi qua lại tí xíu như vậy ha thì là do cái con sông cũng khá là hẹp các bạn. Chiều ngang của nó tầm khoảng 6 đến 70 mét gì đó. Cho nên là mấy anh em xà lan qua đây né là cũng hơi căng ha. Đây, chiếc này hồi nãy thì vừa né cái anh ghe gỗ ha. Thì bây giờ anh đang ôm cua các bạn. Đa số thì mình thấy là mấy anh xà lan từ nhỏ đến lớn thì các bạn là đều lái ben thủy lực hết ha. Bởi vì mấy anh né với nhau cũng dễ các bạn, lái rất là ăn. Cái bánh lái lái cũng sâu nữa các bạn. Tiếp theo thì cùng nhau xem anh xà lan biển này ôm cua các bạn ha. Ở phía trên thì đang xuống đó là anh xà lan đá các bạn. Đây, anh này một cái mỏ neo luôn ha. Chơi một bên một mỏ neo các bạn. Rồi cái tình hình này hơi căng các bạn ha, hơi căng ha. Ở phía trên thì xà lan khẩm đang xuống các bạn, bóp càng quá trời bóp rồi. Quá bự. Anh này đi chiếm cái diện tích là tầm khoảng 1/7 đến 1/8 của cái kinh luôn các bạn. Là tính theo cái kinh từ hai phần ha. Wow nè. Anh xà lan đá phía trên già các bạn. Quá trời khói nha các bạn ơi. Một phép phía trên. Trời ơi. Rồi,
khô ha. Căng nha. Mình nghĩ là hai anh này qua với nhau là cách chừng khoảng chừng 2 tấc rồi các bạn. Ở phía trước thì thêm một chiếc nữa kìa các bạn. Thì mấy anh cũng có thể là dựa vào cái hàng dừa này để né với nhau ha. Nhưng mà mình nghĩ là cái hàng dừa này hơi khó dựa các bạn. Nó một kiểu hết rồi. Ok, anh trên kia anh nạp quá, cho nạp rồi. Để lấy lại các bạn. Ở dưới đây thì có hai chiếc các bạn. Dưới này đang lên hai chiếc luôn ha. Quá wow, mình nghe cái tiếng nạp của anh bên kia quá trời các bạn. Chiếc này tầm khoảng mình nghĩ là khoảng 5.000 mấy tấn các bạn. Thịt ghim luôn kìa. Anh này thì sát luôn. Chạy dính động. Ơi. Đây bắt đầu thì ảnh nhả khói ra nè các bạn. Đó. Quá căng rồi. Xà lan nổi thì ảnh cuột dây trong đó luôn các bạn. Cũng hên ha, cũng hên là ảnh không có vượt lên trên mấy chút xíu ha. Phải nhưng mà cái anh xà lan nổi này lên chút xíu nó thì hơi căng, cái tình huống rất là căng luôn các bạn. Ở dưới này thì đang lên là thêm hai chiếc nổi nữa ha. Wow. Các bạn nhìn cái hai chiếc xà lan qua với nhau này. Mình nghĩ là chắc vừa một chiếc xuồng đi ngang luôn các bạn, xuồng ba lá. Wow. Ôi giời, cái bô nó gãy kìa. Nguyên một cục khối luôn. Ui. Quá đã. Thì tiếp tục chúng ta cùng nhau xem cái tình huống mà mấy anh tài công này né nhau như thế nào nha các bạn. Cậu ở trên đây đang xuống chiếc xà lan cát này cũng hơi nhỏ. Rồi mấy anh xà lan khẩm, xà lan nổi kia thì bắt buộc là phải cuột dây vô trong cái hàng dừa để mà né nha các bạn. Anh cố gắng để vượt qua hai anh xà lan nổi nữa thì bắt đầu mới được thông máy các bạn ha. Ở đây có chiếc giỏ gì mà nó cởi lên luôn rồi nè. Wow. Chiếc này thì vô tới trong lề luôn, sát trong nhà luôn các bạn. Ở dưới kia thì mình thấy cơ kìa, khối cuộn cuộn luôn ha. Wow, bích cái kênh luôn rồi. Cho lại kìa, cho lại vượt kìa. Hồi nãy ảnh né
ảnh đi xuống các bạn, cuột vô trong cái hàng dừa ha. Thì bây giờ ảnh đang mở dây ra, bắt đầu ảnh chạy lên đây rồi các bạn. Đang ôm cua ha, cái đầu đã cắn vô cái được cái phần phúc cua rồi các bạn. Xà lan này của An Giang. Xem anh xà lan nổi này lên nữa nha các bạn. Anh né hồi nãy anh kia thì anh vô sát trong tới mấy nhà luôn rồi. Mình thấy là chủ nhà lú cái đầu ra để mà coi coi có gì không nữa các bạn. Đó, mở cửa ra coi rồi nè. Mà cũng hên nè, ở phía đó thì không phải là cái hàng dừa mà phía đó là cầm cái trụ bê tông các bạn, rất là cứng ha. Đó thì là một cái bến đò các bạn. Đó, mọi người đi qua nha, qua lại là bằng cái chuyến đò của mấy chị với mấy chú đồ này kia ha. Đó, qua lại như thế đó các bạn. Anh xà lan đang đi lên, anh vỗ lãi, anh quay đầu luôn các bạn. Trời ơi. Cũng hên ha, nước này mà đổ không có mạnh các bạn, nước này đổ nhẹ ha. Anh xà lan này cái bề ngang cũng khá là to luôn này các bạn. Anh chạy trên trong cái con kênh này mà hơn phần nửa luôn ha. Xà lan này cũng đi biển không các bạn. Chiếc này thì Tết thì không có tăng trang lại ha, cho nên là hơi dính ba cái xét ở phía ngoài nè. Cái mấn nước thì mình coi chắc tầm khoảng 26 hay 7 gì được bạn. Nó bay cái màu phía trên nè. Xà lan này của Kiên Giang các bạn. Xà lan này là chuyên đi biển để mà chở những cái đồ mà giống như là gạch, đá, xi măng, rồi nói chung là mấy cái đồ vật liệu rồi các bạn. Đi qua mấy cái đảo rồi ha, mấy cái đảo, mấy cái hòn rồi. Này, cái biển số quá đẹp luôn. Này các bạn, tiếp tục thì chúng ta cùng nhau xem anh xà lan này ôm cái cua lên đó nhé ha. Rồi anh sơn cái mũi màu cam cam, cái mũi chứ, cái mũi màu cam cam này. Từ xa thì mình không thấy nổi cái gì, chứ là nổi cái mũi rồi đó. Xà lan này của Cần Thơ các bạn. Ở phía sau thì có anh vỗ dịch nữa ha. À, chiếc vỗ dịch bự, chiếc vỗ dịch nhỏ. Mới giờ ôm cua qua. Đây các bạn, tiếp tục thì chúng ta cùng nhau xem chiếc vỏ dịch này ôm cua lên nha các bạn ha. Gắn cái động cơ là cái máy ngoài nè. Mấy chiếc vỏ dịch này là kiểu như là vận tải mấy con dịch để mà chạy đồng các bạn. Ví dụ như các bạn ở Kiên Giang đó, các bạn muốn di chuyển một đàn vịt của mình có khoảng từ 1.000 con đến 1.000 mấy con gì đó, thì nói chung là bao nhiêu con cũng không xác định được ha. Đó, các bạn muốn đi về An Giang hoặc là Cần Thơ gì đó thì liên hệ mấy anh này là bắt đầu anh chở các bạn. Đó, mình nói sơ sơ giải thích cho các bạn dễ hiểu ha. Đây các bạn, đây thì cũng là anh này chung với đoàn giao dịch ở phía trước luôn.
mà chở đồ này kia, nói chung là đồ ăn thức uống với chỗ ngủ này kia các bạn, thì giống như là tàu biển có chiếc đực và chiếc cái vậy đó. Gia đình nè các bạn, mấy cô này ở bên đình là không ha, bằng áo của đạo nè. Đây các bạn, tiếp tục thì chúng ta cùng nhau xem chiếc xe lan 20 này lên cái cua nữa ha. Ở phía đây thì có cô Sáu dẫn đường nè, bóng mắt kìa. Đó. Thì mình nói sơ về cái nghề của cô Sáu cho các bạn dễ hiểu ha, là phải cô sẽ dẫn cho mấy cái chiếc xà lan này, nói chung là mấy cái ghe nào lớn lớn các bạn cần thì có số điện thoại của cô gọi để liên hệ dẫn qua mấy cái đoạn cua như thế này ha, là ở phía trên có xà lan đi xuống hoặc là ở dưới này có xà lan đi lên, thì các bạn muốn đi hướng nào thì là alo cho cô một tiếng là bắt đầu cô sẽ chạy xuống đây để mà dẫn cho các bạn qua mấy cái đoạn cua đó, chặn mấy anh xà lan kia lại các bạn, cho các bạn lên cái đường thông thoáng cho mấy anh tài công dễ chạy ha. Chiếc xà lan này, xà lan nổi mà sơn lại cái màu lại quá đẹp luôn các bạn, cái mớ nước là 3 mét luôn nè. Sau khi ăn Tết rồi nhìn mấy anh xà lan này rất là đẹp trai ha. Rồi chiếc cái ghe cây bên kia chở cái gì mà nó ở trước thẳm mũi luôn các bạn. Quá đẹp ha. Dòng quay cái miếng dán ở phía trước thì á. Quá dán này bự bự không ha. Dán này chắc dòng ra để mà đóng tàu biển về các bạn. Ở đây ta đi chơi đình nè các bạn, quá đông ha, mấy cô mấy chị. Cô mấy chú này đi chơi đình nè các bạn. Cái ghét. Cô mấy chú đi chùa các bạn. À, đứng từ tới, từ tới. Đó. Quá vui luôn ha. Chuẩn bị tới chùa là nhộn nhịp vậy đó các bạn. Đi chùa mà xả mắt lắm. Đi chùa mà mang bị vô nữa không? Chùa giờ rồi là về nha. Về vô ngón chùa mấy mấy đêm quá. Thì chú đi vỏ đò như là trên xe Phương Trang nha các bạn. Đó, đi vỏ đò như xe Phương Trang nha, đúng 10 giờ gửi là lên xe lên đò về á. có hẹn giờ luôn á. Thầy nói chơi gì cái dễ gì vậy? Thầy không lại tiếp mà. Về chính mà đi về lấy đồ á. Không chọn đâu. Mệt mệt. Cảm ơn ơi chú. Dạ dạ không xin coi. Chiếc giỏ đò các bạn nhìn
né anh xà lan ha, lan chở đá đó, chở cái đống đá. Xà lan này của Cà Mau các bạn. Hiện tại thì mực nước đang rộng ha, mình xem cái lái của anh B như thế nào nè. Men xà lan đa số đi trên sông mà lúc nào cũng có cái bồng chứa các bạn, tầm 500 lít đến 1000 lít được không ha.